đối với lại. Em ghê. Ơi ơi. Hôm nay là đi sửa cái máy xăng Honda nha. Tại con em đặt ngoài bơm nước ngoài ruộng. Em vừa khó quá đang bơm lên. Nước cộng sao bơm quá. Hả? Nước cộng sao bơm? Máy này của ai? Của em, nó anh sửa rồi, dắt rồi, để nó cho ai? Nó đó. Coi như được con vụ rồi đó ha. Cái đó là kép 6 đó. Quả trời, cái miếng này trúng quá quà. Ở vô mánh ta, đất quà, đất này trúng. Mới hôm trước đi mà mới xạ đây mà. Bữa nay vàng đồng ngã chín luôn. Ngã như xô người ta té luôn quà ơi, quá dữ rồi. Nếu mình đó không làm là hầm hết miếng đất này là tới miếng đất ớt đó. Đất ớt hầm của cái máy xơi nhảy. Ủa vậy là cái vườn này của thằng Ý ha Hoàng? Trời ơi, tướng vườn ai? Của con đệ. Đi gió gì đi qua cũng không biết luôn, xây cống rãnh được. Ôi trời ớt. Xe tàn luôn. Đây. Ớt trái ớt còn xanh. Quay đây nè, đó là mình. Thấy hơi khô hoài. Đâm nước chân là sao ta? Đâm nước vô đi nè, đi nước tới nước nè. Cái cát bẫy ra để làm gì? Nó bẫy ra không hả? Để đạp nước ra. Bơm ra hả? Ừ, có nước nhiều đó. Này bơm vô. Đâu nó bị sao đó. Cái cũ nữa nè. Bỏ ra rồi. Cũ bỏ ra rồi. Không có dặn cái núm này vô của người ta sao mà nó giữ được. Núm nó vô nội. Nãy tôi dặn cái núm nó vô nội. Dỡ cái cục vàng coi, nếu cục vàng néo ra. Cục vàng nào? Cục vàng vàng này nè. Nếu cái cục vàng này ra. Mạnh. Hả? Không ra. Chắc mày phải lấy đồ nghề mới được coi. Kéo nó ra vậy, kéo nó ra. Cục đó là của cái bogey. Đó. Trời ơi, mở gì? Khoan. Nó dặn này vô nữa, chắc để hỏi nhảy ra nữa. Ờ vậy không có đồ nghề, tôi không có biết gành đâu, bởi vì đồ ngớ rồi. Phải gành là làm thợ rồi. Mở vậy, kêu tôi mình lên đi rồi. Đây ngồi bả. Trời ơi, trời. Nè, vậy nè, giật thử cái đó nè. Đúng rồi phải không? Đóng nãy giờ đi đóng le giật hả? Đóng le giật không nổi, không chạy. Rồi, mở le vậy nè, giật chạy rồi cái. Cái này là đóng nè. Này đóng le phải không? Ừ, vậy là chạy nè. Ừ. Rồi, giật coi. Gà em tùy phải không? Gà lớn đi. Dễ chạy. Gì vậy? Không hả? Mở ra là đứng rồi. Gà nhỏ thôi. Một mớ. Chuyện là nhỏ. Cái là lớn. Cái chuyện nó ngọt xăng rồi đó. Đóng hồ là thua rồi. Đúng rồi. Ngọt xăng rồi. Gỡ cái bogey ra. Thôi mình đi. Mà sáng giờ giờ muốn té vô. Có là chạy nhà tí. Mở ra chạy ha. Đóng nguyên viết nữa nó bị ngọt hay ngọt gì? Ngọt rồi. Không chừng dính vô ghi giống luôn nữa. Là sao? Săn nó qua hả? Ừ, săn nó qua. Quá nhiều. Hai quản lý cái khu vực này. Giờ hai hả? Giờ hai. Rồi ông qua ông lấy máy làm nào? Bảy cùi, lần tứ đó. Là ông ở đâu không biết ông nào mà. Số 10. Đúng em ghẻ tư toàn. Ủa cọc chèo với tư toàn. Tư toàn phát bảy đó ha. Tư toàn mới giờ anh nắng đó.
Bây giờ anh bao nhiêu á? Ừ. Cứng như ta. Nó cứng không có thế. Đi như thế sao sao nữa nghe. Vừa khác được rồi. Cho nó dính hoài người ta ngồi. Rồi cái gì đâu mà bấm nãy đâu tiêu không biết. Đây là bây giờ kìa. Trời trời. Những cái này là đâu có sai. Cái này là nó chạy ấy một ghi đó rồi nó chạy cũng dễ lắm mấy ta. Nên ta. Ghi ha. Ừ. Cái này dính chưa? Cái này nè. Dính rồi mà, vô cái cạch nè. Cái này nè, cái này nãy em dặn nè. Cái này ha. Ừ. Má coi coi thấy không? Dặn vô mà cứng ngắc rồi mà. Chết hết trơn. Tụi mới vậy là mưa đâu có chạy được, nó chạy mưa hết trơn luôn rồi. Mình lấy được chút rồi. Cho chạy đi thôi, thử nó sao. Bệnh nhiều quá. Sao giờ mà đổi trời ưa cái bị ho đó. Ừ. Không hết. Nắng nóng đụng tối ngày nó ngoài đồng không à. Sáng ngày là ra đây rồi chụp lịch cho mấy ông làm trong nhà thì cậu hai thuốc men nhận điện thoại uống mới đủ cho tối ngày ăn làm cực thì khi vợ nhà nó ghê ăn chết thôi thôi ngủ mẹ có không quà sao không mẹ đi tối ngày bóng cự nữa thằng đi làm cái bụng mẹ nó tưởng đi chơi hả chơi cũng không có giờ giấc chứ mệt cái lưỡi mẹ không bữa nào đi chơi cái mình nó đi chơi nha ừ. Mấy ba không để ý họ đi mắng đúng không nó đi nó đi chơi nha thì nó giặt này dưới trán này nó ướt cái nó rồi nó đi chơi mình nó đi
chơi nha. Im ghe ha. Ông tứ bằng gì? Tứ bằng cái anh đưa em đó. Mấy cái xíu xíu đó hả? Ừ, để vô đường nước nè. Về tứ đó. Người kéo người tứ mới được. Giờ ấp lớn rồi, lên là không được. Cản tùm lum cái gì? Ừ, chứ mình ve cái ống ra. Nhỏ thì mình tứ được. Dạ, nó tứ không? Ờ chạy nào quên nè, chạy nè, nhớ nè. Chạy bệnh đó nó ác đó. Cái đâu trời. Trong cái bình xăng này không nấu gì bởi vậy nó chảy đâu trong cái lồng máy nè, cái lắp máy nó ra. Trong nó anh ủa, sao kỳ á. Mày còn nhớ đập đập luôn nè. Chút xíu đang sửa máy cái trời đủ má giặt từ sáng giờ bà nội ơi. Tôi không biết luôn, nó chảy ra là sao luôn. Mới mở ra tùm lum mới được. Bây giờ về giật trước cho chạy trước cái đi. Cho vô miếng nước trước đi, rồi chút xíu nữa em gỡ đầu máy đem vô. Vậy đi ha. Nó chịu nhặt, nó không chịu chạy nè, nó xì nó không chịu chạy, nó chết đi. Nãy nó chạy. Nó chạy rồi nó tắt bắt hà. Tắt là nghỉ giật luôn. Giật đủ muốn chết luôn. Trời ơi. Thì đó là nó không chạy. Chị giống như hôm qua vậy ha. Ừ. Nãy mở là gì nè, là nó không chạy nè, mà mở gì nó chạy nè. Thì nó thiếu xăng rồi đó. Vì là nó qua hết xăng, nó không qua xăng, mình lấy bình xăng con chạy đúng không, chạy chút nữa nó tắt đúng không. Không qua. Nói bà nào riêng bà nhà hay gì? Đâu có, hai chồng với em ngủ một phê từ sáng giờ đó. Trời ơi, cái này uống cà phê. Làm ba giấy tờ cho nó kìa. Trời ơi trời, đụng má má từ sáng vậy giặt cũng chết luôn hết. Trọng nó điện rồi tới nó điện. Qua xăng lại. Được chưa? Chưa, để từ từ. Chưa nên chảy rồi đó. Nó qua sân đây thì sao chạy?
thương rồi cho. Ôi dưới đây chảy dữ lắm rồi, ngon như vậy nó chảy đủ đấy. Đúng không xăng rồi quá. Đúng rồi. Dữ lắm chảy không? Ốc xăng nào? Chứ ngoài đó đồ con quà nó nể. Không không trúng đường nó đi phải không? Năm nay làm trăm mấy quà? Năm nay làm trăm mấy không? Trăm hả? Trăm thì làm được chừng vài trăm được mà ha. Quá trời mấy nạn chúng. Rồi không giác xạ thấy ông lơ phát phơ rồi chết ha. Mẹ trong lỗ chung. Lúc này là mình trở lại một mình các bạn với một số đồ nghề chuẩn bị để sửa cái máy đó đó, tại vì sáng đi sớm rồi không biết nó bị cái gì để mà sửa mà đem cái gì luôn, đem đại khái vài món nhưng cuối cùng nó là bị thiếu cho nên mình giờ mình lấy trở lại là sẽ tiếp tục mình sửa cho nó hoạt động lên nha các bạn, coi thử mình sửa nó có hiệu quả hay không nha. Quá trời chính vua rồi các bạn ơi. Em này nó làm 100 công ruộng. Một công yêu cầu lại được 3 triệu thôi thì mùa này thấy lẫm được 300 triệu ha. Là cái số lượng lớn gì đó. Phải là lợi lắm các bạn, không phải là cũng lỗ ngược trở lại chơi đó nha, nhưng mà năm nay quá trời chúng các bạn. Giờ này. Lúa này các bạn coi nè. Cái này là tấn 2 tấn 3 đó. Là 2.300 kg trên một cái công tầm cắt đó các bạn, 1.296 mét vuông đó. Thấy cây cây thu hoạch một con cá lúa lúc này thì bán giá nó nhũng rồi, nhưng em này thì nó bán trước. Bán trước là bán trước khi mà thu hoạch này các bạn, nghe ta bỏ cọc rồi. Nhưng mà ở không biết chỗ khác sao chứ dùng mình là người lái là bỏ cọc á. Nó lên á thì người ta mua cũng vậy, hoặc người ta cho mình thêm 100-200 đồng. Mà nếu nó lúa mà nó sụt hơn cái giá đó thì người ta bỏ cọc luôn. Là cái nghĩa là cái bỏ cọc đó người ta bỏ luôn, người ta không có lấy lại. Mà người ta giữ mất cái số tiền mà người ta đặt cọc đó. Cái này mình sửa. Trước tiên là bị xì ống dây xăng nè. Rồi, bỏ cái camera đại trên bờ luôn. Ống dây xăng, bây giờ mình rút xăng ra mình thay ống dây. Ống dây này quá nhỏ các bạn, hút chắc là lâu lắm luôn á. Thôi giờ thì mình sẽ dừng cái video đây, tại vì mình tạm thời mình dừng đây đi, tại vì nó cũng sắp hết pin nè. Chừng nào mình sửa xong rồi mình cho nó nổ lại mình quay cho các bạn coi nha. Còn nếu không nổ cũng quay luôn. Chơi gì đó các bạn, tại vì nó nhiều khi thiếu đồ nó cũng không chịu nổ đâu. Rồi mình dừng nha các bạn, xíu mà khi mà cuối cùng thì có kết quả thì mình sẽ quay tiếp tục. Rồi dừng các bạn. Thank you.
một số vấn đề các bạn. Thì về xăng, về nhà, về điện để kiểm tra lại tất cả các thứ thì bây giờ mình chuẩn bị mình ghép lại đây, nhưng mà trước khi mình ghép lại mình phải kiểm tra nhớt nha các bạn. Nhớt nó còn ổn hay không? Mình kiểm tra là lại nha. Để đi camera đây đi. Xíu tại vì co xăng lên nó sao nó sai sai, lấy mặt nạ ra chút xíu. Nhiều khi mình cũng phải cải biên chỉnh cho nó phù hợp các bạn ơi. Vô nó là chạy đó quá. Sao lạc con ốc rồi? Để đâu? Đây sao mất hình con này không biết nữa. Ốc hồ tán. Mù lon nó tiếng này nè. Nãy giờ giải quyết công việc rồi đó hả? Xong luôn, chơi cái đầu luôn. Xong rồi chơi cái đầu luôn, hết cái đầu luôn. Không phải nghe, không phải. Để đây lăn xuống hả? Ừ.
lần đâu đây. Tóc là đẹp trai quá ta. Bỏ còn nhiều tóc rồi mà trẻ lại phải không? Được chưa? Rồi. Được rồi. Đóng le, lên ga, dứt. Chưa, chưa. Rồi, dứt. Lên bo bớt lại tại vì nó bị thiếu tua là nó nặng không đủ chồng á, nặng máy hơn. Sau này là mình đặt cái máy, một cái máy ngoài cũng được. Chị luôn đó, cái chết ngoài cái sông gì nè, đặng có mưa làm bơm chứ không đặt cái ngoài cái này ra ha. Chứ có gì mình lấy cái này thảy vô đây bơm qua luôn hả? Mình đặt cái xe đó, mình đặt gắn cái chân dịch ngược cái lại rồi là nữa rút ra luôn. Mình chưa chơi cái đó hả? Ừ, có chơi cái đó nhưng mà không kịp. Kịp hả? Cái bọng mình nó cắt kìa, bọng này nó cắt nè, thấy không? Phải trong đây đạp ra mới được chứ cắt cái nó hút khô bọng rồi nó đâu ra nổi nữa đâu. Là đường mương mình sâu nè, bọng mình làm nó cắt cao lên nè, cao hơn được nước, buộc không phải đạp ra. Tứ này hết một buổi sáng không chơi đâu nha. Ờ, trời tới 11-12 giờ nước đó. Nhiều quá ha, cái lượng ở cái chỗ tứ đó. 11-12 giờ đó chứ đâu có mau được đâu. Ổn rồi đó. Hai người đó. Mất áp. Tùy có anh ra chứ đụng không anh cũng thật. Nội biết được. Qua nay xì xăng nhiều lắm rồi. Gì? Xì xăng dữ lắm. Biết luôn đó. Xì nhiều. Không thấy cháu nào chín chưa hả quà? Mới bẻ hôm qua.
Bẻ cái là chủ lũi luôn vậy đó hả? Bẻ cái là chín cái nách xíu nè, nó chín cái nách nè, nè. Thấy không? Nó chín gì đó, nó chín dần lên, nó chín lên ra lên đó, đó giạt nè, hôm nè là mới bữa nay nè, ngày nay là chiều nay là đỏ tới. Cay không? Cay không? Thử đi. Ở dưới chắc lỗi hả quá ơi. Chắc lỗi hả? Chắc nó chắc lỗi hả? Ừ. Thì nó chín dài lên mà, chín dữ dài lên. Bốn bữa nó bẻ. Nè. Nè để coi là mình thả thử coi. 2 4 6 trái lại nguyên cho nè. Thấy không? Cái này là do gì? Đâu có, chưa chín đó. Ờ, cái này là tưới nước sình nè. Tưới nước sình chứ không phải là nó bị đốm không? Ừ, nước sình á, này nè. Sình vớt nè, chùi cái sạch bon nè, thấy không? Nước sình đóng ha. Hôm nay là ngon lành luôn quá. Được không? Đây có con trái rụng nè, là trái rụng nó lên chà thử. Thì cũng quá. Tại vì nó lớn tuổi. Không, mới ba bẻ hôm qua. Rớt hả? Ở đây nó đã quá. Thằng chứ nhìn cái đám ớt xanh mà quả là bẻ. Bẻ chết. Hay rồi. Nó bốn con nó bẻ nữa đó. Nó chín như dưới gốc, nó chín dài dài lên. Chừng nào chín chỗ thôi chín. 14.000 ký hả quả? Hả? 14.000 ký hả? Dạ. Đẹp ha. Chín xanh đẹp trái má. 8 trái về nguyên không? Nó đâu có cần phải đóng lớp gió đâu. Thấy không? Nó chạy được chạy nhưng mà chú ý á. Là khi mình chạy đừng có để cho nó nghiêng qua bên kia quá. Tại cái bình xăng mình nó đã thấp rồi, phải không? Nghi là sao thấp mà nghiêng qua bên kia nữa là xăng nó quá. Ừ, là phải bấm nút chết. Nhìn cho tơ bên kia tự bằng hoặc là cao hơn chút cũng được. Chạy nó dễ nóng này nè. Còn ở mà chạy chút xíu gì là nóng hụt mà thường thật. Cái kèm dặn cái chốt nó vô đi. Chốt nào? Đây nè, đây nè. Chốt gì hả? Ừ. Mấy ông chạy không biết, ông sức cũng là làng đó chứ. Vừa thôi vừa tới, cứng, dễ dẻo nè. Vừa tới. Qua mùa uống nữa, bắt đầu lấy vốn này đắp vô phân thuốc nữa. Trời ơi, đi xe vòng hoài vậy đó. Mấy trăm này đắp vô chứ đâu thấm thiết gì đâu à. Lớn lên, đừng sợ. Máy dầu mình nhiều khi hết nước á, nước nó không lên máy được hư. Không máy hư. Tại vì dao mấy ổng rồi dao đại á, mấy ổng. Làm gì là. Anh thấy sao? Tình hình sao? Nước không? Chạy chút rồi con nước rồi. Mấy ảnh cũng đủ nước tưới mà ha. Thấy cho tưới không bao nhiêu nước đâu. Không đạp vô ngâm luôn cho nó lên nước nữa. Chưa nắng dữ lắm, nắng cho rửa bát nó ra đó, nó hút nước lên nó nuôi cây. Mà nó hay cái là dưới chân có nước hoài ha. Ừ, dưới chân có nước hoài luôn chứ không có nước nữa. Đâu chịu nổi, cái này trái nhiều rồi, nó thằng nước nhiều dữ lắm, nó hút dữ lắm. Không biết cái con này có giá nữa, lụm tiền luôn đó ghê quà. Ha. Không biết cái đám nó xuống. Ngon luôn á. Ngon lắm. Ngon lắm. Hái hết mấy ngàn? 4.000. 4.000 thì còn 16.000 ha. Chứ mình vốn mình 10.000 thôi lại 6.000. Mấy lần đầu này bán có giá. Con cá mình lại nữa, cái là khổ nhị. Đó, mình gán dưỡng cho nó ngon, làm đừng để cho cá nó suy gì là anh ăn cũng nhất là rồi đó. Rồi cái gì nó bắn lên nữa, mình
cứng hơn cái nhất này nữa. Kèo gì? Tại vì cái tạng nó lớn. Đúng rồi, tạng nó lớn, nó có tạng. Ở đợt đó thằng đợt đó thằng Chiến á, Chiến hai kèo nhị trúng, vừa trúng giá mà ớt nhỏ vừa có tạng trái dữ nữa. Thì đâu có dám để cho nó xi. Thôi rút quay. Thôi rút quay. Rồi vậy đi. Ra. Rồi để tôi lên coi chút xíu rồi. Giao cho mấy ông luôn. Nói chung không bằng mình không. Nó bị trong ruộng rồi giờ kêu qua làm đâu được đó. Ờ vậy có biết đường nào làm. Có chút xíu à. Mà lấy đi, thấy là về lấy đồ mới làm. Lâu lâu cái đầu mình đặt lên thăm nết á. Rồi. Sao nó xì á? Sợ xì á chứ đâu có hao, máy này chạy đâu hao nhất. Máy không ra khói mà. Máy không ra khói mà đâu có hao. Rồi kết thúc video đó các bạn ơi, về. Rồi tạm biệt dừng hết, tạm biệt máy Honda 5.5 của Trung Quốc. Rồi tạm biệt đồng lúa vàng luôn. Sau này mình sẽ tới xả lúa lại nha các bạn. Hoặc cái là đã ba tháng mấy rồi đó các bạn. Rồi kết thúc video luôn. Rồi tạm biệt các bạn. Vì là nặng máy đó. Thì nó có về gỡ dịch về. Rửa dịch bớt lại. Nó có bằng máy đó. Nặng quá tải đó. Ừ. Quán thở kè ra xe rồi nhập ba phần chưa, nhập hầu phân nữa kìa. Rồi.